Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách đó là nạm mịn da, các bạn nhớ nhé. Thì để muốn bắt đầu được cái việc này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái tấm ảnh và nó sẽ có cái chân dung như thế này. Ok, các bạn sẽ để ý cho mình một tí là chúng ta sẽ chọn vào cái chân dung nhá. Và chân dung đấy thì nó có thể là có tàn nhang hay có mụn đấy. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ làm bằng cách nào? Thì bước số 1 là các bạn sẽ nhân bản lên lớp cho mình một lớp bằng kem chuyên gì. Sau khi Ctrl-Z xong thì các bạn sẽ làm cho mình một cái thao tác, đó là các bạn ấn vào Ctrl-Y ngắn. Ctrl-Y ngắn là mình sẽ đảo ngược cái màu sắc của chúng ta, thì màu vàng sẽ trở thành màu xanh và đen thì trở thành trắng nha, các bạn nhớ nhé. Ấn vào Ctrl-Y ngắn nha. Và sau khi Ctrl-Y ngắn xong thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ chọn vào cái thuộc tính hòa trộn như sau, là chúng ta chọn vào Vivid Light. Được chưa? Sau khi chọn vào Vivid Light xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính rất là đơn giản, chọn là Filter. Chúng ta chọn vào biểu tượng là Azure và chúng ta chọn vào High Pass. Sau khi chọn High Pass thì các bạn để ý cho tôi là khi mà chúng ta phóng to, ví dụ chúng ta phóng to nhà thì chúng ta sẽ kéo làm sao để cho nó, ví dụ để như này nó vẫn bị tàn nhang thì chúng ta sẽ đẩy cao lên. Chúng ta đẩy nó cao lên như tầm này. Đó, có nghĩa là khi đẩy cao lên thì nó sẽ tạo ra những cái biểu tượng mịn da ở các khu vực mình mong muốn. Được chưa? Rồi, sau khi đã được điều ấy thì các bạn sẽ nhìn lại đây là cái giá trị mà chúng ta đang làm. Ok. Và sau khi đã làm xong tiêu chí đó thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác nữa, đó là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng, đó là chọn vào filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur. Với cái Gaussian blur này thì các bạn cũng tương tự như vậy, thì bạn muốn rằng là đó thì các bạn có nhìn thấy ngay cái nám của chúng ta sẽ bị bớt đi. Tất nhiên tôi không muốn làm mất hết. Đó là cái tiêu chí của tôi nào. Và tất nhiên chúng ta sẽ kéo từ phải sang trái nhé. Ví dụ tôi để như này thì nó cực kỳ mờ, nhưng mà càng kéo cao lên độ blur càng nhiều thì nó sẽ xuất hiện cái nền tảng da dưới của chúng ta. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ đẩy đây. Đẩy muốn cái da chúng ta hơi đời mồi, ví dụ da của nước ngoài, da Tây thì người ta hơi đời mồi một tí thì các bạn có thể đẩy nha. Còn nếu mà bạn muốn làm mất thì bạn có thể đẩy nuôi xuống. Đó thì chất liệu da nó sẽ được mịn như này. Và tất nhiên này tôi muốn rằng nó phải lên một tí để nó sẽ có tiêu chí là chất liệu da nó sẽ tốt hơn. Và các bạn sẽ nhìn này sâu sao. Đó, chất liệu da của chúng ta sẽ được nhảy. Và sau khi đã làm xong tiêu chí đó thì các bạn có thể thấp xuống một tí, 1.9, 1.8 nhẹ nhàng nhai ra ấn ok. Đó. Thì lúc này chúng ta kiểm tra cái giá trị cái ảnh của chúng ta thì cái ảnh của chúng ta thì cái mắt của chúng ta nó sẽ bị như này. Đó, nó có thể gây về trường hợp như này. Thì chúng ta sau khi đã có lớp này xong thì chúng ta muốn rằng là cái ảnh của chúng ta ở vị trí nào thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái mặt nạ. Bởi vì khi mà chúng ta tạo mặt nạ thì chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau, là chúng ta sẽ đảo ngược mặt nạ. Thì như mặt nạ màu trắng thì nó sẽ tượng trưng cho việc là nhìn được cái hình mà chúng ta đang dùng hiệu ứng như này. Nhưng nếu mà tôi ấn vào Ctrl Y ngắn thì nó sẽ đảo ngược là mặt nạ trắng trở thành mặt nạ đen. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó như ảnh gốc ban đầu thôi. Nhưng lúc này nó có một cái tiêu chí cho các bạn là bạn sẽ dùng cái công cụ bút B. Và nhớ chọn cho tôi một cái bút đầu mềm nhé. Đầu mềm này, đầu tròn này. Và nó có nhòe nhòe xung quanh này. Các bạn nhìn chưa? Và chúng ta các kiểm tra các thông số là không hòa trộn này. Opacity 100% này. Follow là 100 này. Và Smooth là 10 này. Đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi màu trắng. Thì cái màu trắng này vẽ đâu thì nó sẽ ra được cái hiệu ứng vừa rồi là làm mịn da, làm mềm da, làm chi tiết của da thì bằng cách này. Cái này có thể áp dụng cho những ảnh đám cưới, làm cho những cái bạn chụp chân dung, hoặc là làm cho những cái ảnh các bạn chụp cho sản phẩm hoặc một số cái gì đó tùy các bạn. Nhưng mà thì theo giá trị này, các bạn nhìn này. Lúc này tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào chính mặt này. Tôi chọn vào bút B màu trắng và tôi tô qua. Tô qua đâu thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái chi tiết da của chúng ta sẽ làm sao mềm đi rất là nhiều đó. Và tất nhiên là tôi sẽ không không tô vào chi tiết của cái gì, phần nào chi tiết của mũi. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ doa qua. Tôi chỉ lấy ở cái phần gì các bạn để ý cho tôi là tôi chỉ lấy ở cái phần này, phần má rồi phần mặt. Ok, tôi thu nhỏ đầu bút bằng lệnh như sau, thu nhỏ này, hoặc các bạn có thể chuột phải và kéo thẳng trực tiếp trên đây, tô như này. Đấy, đường biên của chúng ta sẽ đi đến đây, đến đây, đến đây. Ok, kéo không đây. Và tất nhiên là tôi sẽ cho đầu bút to lên bằng phím Alt đẩy sang phải, chuột phải nhá. Rồi kéo vào đây một tí nữa, ok, kéo vào đây một tí nữa, kéo vào đây một tí nữa. Đấy, da của chúng ta đã được mềm rất là nhiều rồi. Bên này tôi sẽ đẩy cái khúc mắt, mắt, sau đó thì cái bên trong mắt sẽ như sau, sau đó thì tôi tích vào đây. Và tất nhiên là cái chi tiết da thì nó đã mềm rất là nhiều rồi. Chỗ này thì tôi sẽ làm cho cái mụn trên da rồi lỗ chân lông nó cũng mềm mại đi, để chúng ta giống như đi spa đấy. Ok, tôi vuốt qua cái phần lông mày một tí đó. Đây là chi tiết mà tôi đã làm cho các bạn xem, được chưa? Và lúc này thì chúng ta sẽ vuốt vào phần môi một tí để cho nó đều hơn đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra qua giá trị là cái ảnh của chúng ta thôi. Đấy, ảnh gốc của chúng ta đây, giữ phim an tích vào đây.
tích vào đây đó, nó đã làm mềm rất nhiều. Và sau khi đã làm mềm xong thì các bạn lưu ý cho tôi là phải chỉnh cho nó cái màu sắc nó ấm lên, da mặt của người nó phải ấm lên một tí bằng cách như sau. Các bạn có thể sổ xuống và chọn vào cho tôi cái collagen, và trong collagen nó có ba tiêu chí cho các bạn: mid tone là giá trị về trung gian, shadow là vùng tối, và highlight là vùng sáng. Thì bạn chọn vào đây. À, lúc này bạn chỉnh như trung gian trước thì tôi sẽ chỉnh cho nó da mặt nó ấm lên, tôi sẽ kéo này kéo vào, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy trước và sau của chúng ta đó ấm hơn. Tiếp theo vùng thứ hai là vùng shadow, thì ra đây ví dụ cái tông màu chúng ta đang là vùng sáng đang là vàng, thì cái tông màu khu vực tối thì chúng ta sẽ là lạnh đi, bởi vì nó sẽ tương phản giữa xanh và vàng. Chúng ta sẽ kéo sang xanh và chúng ta sẽ kéo sang xanh như này để tất cả những tiêu chí của cái vùng tối của chúng ta sẽ lạnh hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn được highlight, thì cái highlight chính là vùng sáng, nên tôi sẽ đẩy sáng lên một tí và tôi đẩy sơ vàng như này. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy trước sau của tôi đẹp. Ok, và đã xong. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tiêu chí tôi đã chỉnh cái da mặt của chúng ta đã xong rồi. Nhìn chưa? Ok, các bạn nhìn chưa? Và để muốn chỉnh cho nó một cách tiêu chí về độ sáng, độ khối trên cái mặt, thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một giá trị như sau: là chọn qua adjustment và chúng ta chọn vào level. Sau khi chọn level xong thì bạn tắt giúp mình cái, không cần phải chỉnh gì cả, và chúng ta chỉ cần dọn hòa trộn làm sáng ảnh này. Với tiêu chí làm sáng ảnh thì các bạn hãy dùng cho tôi cái phần blending option này. Sau khi chọn vào blending option thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính là, chúng ta sẽ kéo cái thuộc tính này là loại trừ cái vùng màu đậm của tấm ảnh mà mình đang dùng hòa trộn trên level. Chúng ta kéo đây thì nó sẽ nhỉ, và đi đến cái phần chân dung của chúng ta tầm như này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ giữ phím A. Giữ phím A này tách ra để nó có sự chuyển hóa, chuyển giao vào chân dung của chúng ta. Và sau khi chuyển giao cho thì cái này nó chuyên gia làm như cho những cái ảnh và thương hiệu của nước ngoài, thì các bạn có thể làm như thế này. Ok, và sau khi ấn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta đã khác hẳn này, nhìn thấy chưa? Đó nó đã khối mảng cho chúng ta rất là nhiều rồi. Ok, hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nhỏ về chỉnh làm mịn da và chỉnh sắc độ khối trên da. Hy vọng rằng nó hay, nó sẽ có hữu ích cho các bạn trong cái vấn đề về làm công việc của các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay, các bạn hãy like, share và comment cho mình một cái để mình có động lực làm cho các bạn những cái mẹo nhỏ tốt hơn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.